Này anh xài hữu cơ vi sinh được bao nhiêu ngày rồi? Cái này à, chiếc này dưỡng bộ đọt là ok nè, được rồi nè, nguyên cái clip này nè, hai clip này luôn. với cái clip bên đó luôn đó. Thì nói chung ra coi chừng đạp nó đủ nha, tới giúp chú mắc thời chồng hãng hãng luôn. Nói chung ra giọt ọt phải không, giọt ọt cũng thằng dày với thằng tích sâu rồi vô phải không, Ừ. với thằng tiêu tích 63 chụp thằng cộng vô 25C là nó ai chụp một lần dưỡng luôn nha. Ừ. Dạ, đầu dịch ra không dưỡng nhiều, dưỡng nhiều sợ nó bị bệnh. Đầu dịch ra là khoảng một tháng dưỡng là còn như vậy này thì Cái này anh còn nửa bao hữu cơ kia đúng không? ừ. Anh ngưng hả ấy đi. Vậy đi ha, chụp nấm bệnh cái đi ha. Làm cho em cử nấm bệnh đi nha. Ừ, Bữa nay thì cái này nữa là đẹp luôn á. coi như bộ rễ nó đang bắt lại nè, nhưng mà làm lại cử thuốc nấm bệnh xương ngang những cái cây mà nó bị si á. Lấy ba cái cỏ này nè, dẹt ba cái cỏ trong gốc này ra hết nha. Mùa mưa tới rồi, dẹt ra gì nè, bằng tay ra hết. Bắt đầu á, mua gói Gidomin pha sình sạch quét gốc, quét hết cho gốc cho em luôn. Không, hàng Gidomin á là những cái cây mà bị si á, lấy hàng Gidomin với thằng Thiram, hai cái đó pha với nước, bắt đầu tưới vô gốc cho em. Tầm khoảng 4-5 ngày sau những cái cây như gì nè, đó còi cọc lá đó, lấy con humic á hoặc là cái gheo á ra rễ á tưới cho em, rồi bắt đầu mình mới dặm hữu cơ vô là những cây này nó sẽ hồi phục lại liền. À còn như những cây mà lớn gì nè, những cây lớn gì đúng không, là quay ngang anh quét Gidomin gốc cho em để ngăn ngừa xì mũ gốc vào tháng mùa mưa nha. Quét lên tầm khoảng nhiêu nè, về tới nó đại lên tới một ghép đi. gì nè, vậy Là quét một bịch Dumin gòn dưới cái kia. thằng kia là tứ, là những cây cho những cây si, những cái cây còi cọc, còn những cái cây phát triển tốt bình thường như chẳng hạn cây đó đi đúng không, khỏi tứ mà chủ yếu quét gốc, quét Gidomin thôi. Vậy là Gidomin phải mua hai bịch quá. Ừ, mua hai bịch đi. Thì bịch mình tới bịch mình quen sạch mình quét Ừ, măng cỏ ra hết vô đây nè, ngồi đó bị gì giải hữu cơ là còn nó. vô đây nè, vô đây em chỉ vô cái này nè. Như cây này đúng không nè, cây như như cây sầu riêng nè, phải không, cố gắng mằn cỏ ra đây nè cho nó hết đi, sạch bách cho em đi nha nha. Mằn lại ở ngoài đây khỏi mằn, ở ngoài đây cho nó giữ ẩm. Ừ, tuột ra ngoài đây vậy nè, rồi lấy Gidomin nó quét thẳng đây nè, quét gốc đây nè, quét lên xuống tới đây nè, mắt tới mắt này đúng không, quét cho nó xương cái đi, cho nó ngừa nấm bệnh cái gốc mình cái cho nó sạch nha. Mấy cái cây này làm hết trơn cho em rồi á, những cái cây mà si như vậy đặng đặng á đúng không, lấy thằng Gidomin cộng với thằng Thiram, hai thằng đó cộng lại với nhau, bắt đầu tứ gốc cho em khoảng 5 ngày sau, đầu lấy cái xô ra rễ, gieo ra rễ á, tứ lại cho em cái khoảng 4-5 ngày sau, rồi lấy hữu cơ rải xương ngang cái, hữu cơ vi sinh không phải á, rải xương ngang cái cho em là ok rồi. Còn ở trên thì cố gắng xịt rầy, rầy là phải xịt lưng phiên thuốc chứ đừng nên xịt một loại thuốc, như chẳng hạn gì là bấm mà quất đọt rầy nè, 5-6 ngày sau xịt thêm cử nữa. Bữa hôm mà anh chạy ra ngoài Quốc Thắng anh hỏi tại sao mà cái cây nó bị dị là nó đưa Gidomin quậy anh Tứ. Tứ ghê, số cây nào si anh Tứ Tứ rồi đó. Gidomin phải cộng với thằng Thiram. Thiram phải không? Thiram vô nữa nó mới đạt hiệu quả. Chứ còn nói Gidomin không không đạt đâu. Vậy đó hả? Ừ, đối với trường hợp cây sầu riêng nhé. Trước là anh xịt Alizet, giờ là Thiram phải không? Ừ. Thôi giờ là số này là đẹp đàng hoàng. Số này thì số này ngon lành này, thì cố gắng làm tủ rau chai. Thứ hai nữa, ngay chỗ cái bộ gốc á là phải dẹt cỏ ra, quét Gidomin quét lên nha, xương xương cho em sửa mấy cây là hết.
phải không? Bây giờ cũng như anh quen sư phụ ngoài đất khác rồi, bây giờ giáp năm thân mình cứ tỉa tàn đi. Đúng rồi. Tỉa tàn dí dí. Nhưng mà cây mấy cây nhỏ nhỏ này là phan hết tỉa. Anh tỉa mấy nhánh bệnh khô phải không? Mấy nhánh đeo nhỏ anh tỉa, nhánh nào mập mập tỉa cứ để. Như một số cây này đừng tỉa, cây này cũng vậy nè, đừng có tỉa nha. Ừ. Cây này cố gắng để đi. Cây này là không phải tỉa luôn. Ừ. Tỉa mấy nhánh đeo dí dí. Ừ. Chưa có tỉa tới đâu hết. Qua sang năm mình hả tỉa. Tim đèn nó ra gì là ok nè. Đó, đang ra là anh xịt rồi luôn rồi đó. Tim đèn gì nè. Thì cố gắng làm cho em vậy đi, những cây mà si vậy đó. Thì những như những cây này nè. Móc cỏ ra hết toàn bộ, vô chai ra, tứ vô. Tứ thuốc vô. Nó mới phát rồi, tới nửa tháng nay nè. Ừ. Thì cứ từ từ đi hồi phục nó lại từ từ. Thì đó là anh bư ra rồi luôn nè, à, anh bư tụt xuống tới đây luôn nè. Thấy không? Anh mới trồng vô chai lại đó. À, anh gãi con dơi còn sát nè, thấy không? Ừ. Con dơi cái lá nó dài nó đẹp nè, thấy không? Con dơi còn nè. À. Lấy phần dơ á, nữa lấy phần dơ á cộng với hữu cơ vi sinh nó bao đó. Hai thằng kết hợp nhau gãi cực kỳ đã luôn. Dạ. Ừ, hai thằng đó kết hợp nhau gãi. Thôi đừng đừng. Không nha, đừng có tứ anh ơi. Dạ. Nha làm đi đừng có tứ thằng đó. Coi như là đi hết trơn phải không? Cây này nè. Mình giờ bữa nay hồi phục lại là ok ngon lành rồi nè. Trời chẳng vừa rồi Nguyễn Hằng này đâu như bữa nay cũng mì quá nghe, lớn quá nghe. Nay ra đọt là nó búng đọt đó, nhưng mà cố gắng nè. Cái nền đất này là đối trường hợp cây sầu riêng á, đừng có cho trong đây nó thung lũng. Đừng có cho trong đây thung lũng mà hãy cho trên đây là cao nhất. Nha. Sợ mình giải này giải kia nó chặt ra. Ừ, đây nè. Vậy nè, anh môi anh bài ra gì nè như cái đống lá mình vậy đó. Cố gắng đừng có cho nó ở đây thấp, cho đây thấp nha. Mưa lại dưới anh tứ nước nó động ngay chỗ này nè, nó hư bù rễ mình hết trơn à. Ừ, cây sầu riêng á là bắt buộc trên đây nó phải cao hơn. Bên đây sửa clip lại chuẩn bị vô tháng mùa mưa nè, bởi vì bữa hổm mình dẹt ra trên cây này bữa hổm tính tiêu rồi. Bây giờ nay có những hồi hôm nay nó hồi phục lại nè, từ từ nó hồi phục lại nè. Có cây này nè, cây này mình mới dặm nè, cây này nhổ dặm nè. Này búng đọt ra nè, được rồi nè, bầu gãy đang bắt lên đó. Gầy. Gầy đánh quá đánh. Mới cơm phai rồi sẵn luôn. Nữa cố gắng coi xử lý ba cái gốc ra hết toàn bộ, sửa sang bờ lại. Tại vì cây mình chuẩn bị lớn rồi nè. Bây giờ mình phải mô đắt lại cho nó nhô lên. Từ từ sửa có nè. Ừ. Cho nó nhô đắt lên. Cái này cũng đẹp nè. Cố gắng giữ sao giữ con gầy á, đừng cho con gầy chích thúc. Cái này cũng lợi luôn nè. Rồi tát trồng sào phải không? Ừ, tát trồng sào nè. Nè, có cây này nó hơi béo rồi. Nói chứ đâu nữa. Dạ. Cố gắng bây giờ là cố gắng làm sao làm thuốc men phải luân phiên đàng hoàng. Một số cây này luôn chẳng hạn là đừng có làm hình thức như vậy. Làm như vậy. Bư ra đó. Đừng có gì. Bư thẳng ra luôn. Bư ra luôn đó. Bư thẳng ra gì luôn nè. Chứ đừng có bư chừa lại cái lỗ như vậy, chừa lỗ như vậy tứ nước tứ mang quay ngang nó thấm vô ngay chỗ này không. Bư ra gì nè. Bởi vì sáng là ngon qua là bư ra gì không đó. Rồi, quay ngang mua thuốc men bắt đầu tứ cho em. Tứ rễ lại hết toàn bộ nguyên cái này luôn. Nguyên cây vàng này si hết trơn rồi. Dưới bà tám có bán hay nào? Có.
Rồi vậy đi. Ờ. Làm là hết. Hàng này anh trồng rồi nó phát được có vài cây thôi. Bư đất này ra đi. Anh bư đất này ra cho em đi nha. Ừ, bởi vì anh sợ bị thú rễ nào. Bư ra. Vậy là anh móc ra một mới rồi đó. Ừ, bư ra về đi nha. Bởi vì bữa hổm là anh móc ra chân đó. Rồi bư dài anh móc ra luôn. Bư xương xương ra gì nè. Rồi. Vậy đi nha. Ừ. Rồi bắt đầu lấy thuốc bệnh nắm bệnh đó, tứ gốc nha. Anh lấy thằng xịt nắm bệnh luôn rồi đó. Xịt gì tứ thẳng vô ổ gốc luôn. Vậy là bịch 70 ngàn đúng không? Không không, lấy cái bịch khác, lấy cái bịch vitamin đó. Ừ. Vitamin gon đúng không? Đúng rồi, vitamin gon cộng với 1 kg. Cộng với 1 kg tứ gốc cho em hết trơn đi. Một số cây này nè, ọt này nè. Tứ gốc cho em đi nha. Cho nó hồi phục cái cây lẫn cái quậy ngang mình kích thích cái bộ rễ lại. Là nó ra là đọt ngon lành nè. Bởi vì anh tình hình là anh bỏ những bư gốc ra rồi hết trơn đó. Cái số cây nhỏ này là anh chưa thôi. Bư hết toàn bộ đi. Ừ. Bây giờ tôi cứ tham khảo đi. Có hai bờ là rất là đẹp. Đây nè, dục cây gì nè. Ừ. Chứ gọi mình lắp hơi vít. Ừ. Bư bự ra đi rồi quay ngang bắt đầu tứ thuốc nắm bệnh cái. Rồi bắt đầu kích thích bầu rễ cái là cho nó ra bầu rễ cái là búng đọt ra. Ừ. Bởi vì anh xịt nhậu hai ba lần bệnh mà nó không hiệu quả. Có hai bờ này thì đẹp.